Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong thời điểm nắng nóng năm 2024 tại 27 tỉnh miền Bắc, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã quyết liệt chủ động triển khai nhiều giải pháp. Những ngày tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện nắng nóng gay gắt, thời gian kéo dài trong ngày, nhiệt độ tăng cao, có một số nơi đã lên tới 38 đến 40 độ C. Cùng với đó, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình đang phục hồi tích cực, kéo theo nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt tăng cao. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định trong cái thời điểm nắng nóng năm 2024, trên cơ sở cái công suất lớn nhất vào các thời điểm nắng nóng năm 2023 và dự báo tốc độ tăng trưởng của phụ tải năm 2024, công ty đã tính toán dự báo công suất lớn nhất và xây dựng phương án chuẩn bị các kịch bản liên quan đến việc cấp điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm hiện tại, PC Hòa Bình đã và đang tiếp tục rà soát, kiểm tra và khắc phục toàn bộ các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới, tổ chức thí nghiệm định kỳ các thiết bị trên lưới điện và thực hiện hoàn thành các hạng mục sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, hoàn thành công tác đầu tư xây dựng các dự án chống quá tải lưới điện trước mùa nắng nóng năm 2024. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2023 đến nay, công ty cũng đã tích cực triển khai công tác tiết kiệm điện theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, làm việc với 93 khách hàng sử dụng điện lớn, thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, tính toán phương án huy động máy phát diesel, năng lượng mặt trời mái nhà và dịch chuyển phụ tải điện của 66 khách hàng. Về việc thực hiện tiết kiệm điện với ngành điện thì chúng tôi luôn luôn phổ biến cho cán bộ công nhân viên toàn khách sạn là sử thị tiết kiệm điện theo nghị định 20 của Chính phủ, sẽ tận dụng với ánh sáng tự nhiên cộng với không gió không khí ngoài trời. Thì chúng tôi đã có dự phòng thêm bộ máy phát điện dự phòng để phục vụ cho khách hàng. Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái và tổng công suất đầu tư là 560 kW trên giờ. Và cái nguồn điện chúng tôi đã sử dụng được để cung cấp nhà máy chiếm khoảng 20%. Thì một phần đã đáp ứng được cái nhu cầu của sản xuất, đặc biệt thời điểm cao điểm. Đưa được cái một phần giảm được nhiệt độ từ trên mái xuống. Và hệ thống điều hòa chúng tôi luôn luôn cài đặt nhiệt độ 26 độ để giảm thiểu một nguồn điện. Theo số liệu tính toán, trong khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 21 giờ đến 24 giờ các ngày trong tháng 5, 6, 7 năm 2024, dự kiến công suất cực đại toàn tỉnh Hà Nam sẽ đạt 712 MW, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023. PC Hà Nam đã chủ động đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn lưới điện. Đặc biệt, công tác thi công, sửa chữa hotline đã giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định. Đến thời điểm này, lưới và các thiết bị đã đảm bảo sẵn sàng cấp điện mùa nắng nóng cho hơn 365.000 khách hàng. Hôm nay phiên của chúng tôi là thực hiện là thay một chuỗi xứ nó bị phóng điện có nguy cơ gây sự cố. Nên là anh em đã thực hiện bằng phương pháp hotline, không phải cắt điện. Nếu như ngày xưa là thay một chuỗi xứ là thường thường là phải cắt điện, thực hiện các biện pháp an toàn thì mới thay xong một quả xứ. Nhưng bây giờ áp dụng công nghệ mới, công nghệ hotline thì là anh em sẽ làm trực tiếp, không phải cắt điện. Được biết, căn cứ công suất khả dụng của hệ thống, PC Hà Nam đã xây dựng phương án dịch chuyển phụ tải vào các khung giờ cao điểm và được sự đồng thuận của khách hàng sử dụng điện, đồng thời phát động chương trình hộ gia đình tiết kiệm điện hoặc gia đình xanh đến các hộ gia đình sử dụng điện tại địa bàn quản lý. Trong cái giờ cao điểm và nhất là trong cái giờ cao điểm thì chúng ta lên những cái gì thiết bị cần dùng điện nhất chúng ta lên sử dụng. Còn những cái vấn đề gì mà điện không nên dùng thì ta tắt hết, không cần đến điện nữa để ta hạn chế cái lưu lượng điện và nguồn điện và nó tăng, nó ảnh hưởng đến điện tăng ở trong gia đình. Với nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm là vấn đề sống còn, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng, được sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành điện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tiết kiệm điện, như đã chủ động thuê tư vấn để đánh giá thiết bị sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, lắp thêm biến tần cho các động cơ từ 7,5 kW trở lên, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên. Kết quả tiết kiệm điện được xem là một tiêu chí để đánh giá thi đua. Trong thời gian vừa qua thì công ty cũng đã nhận thức được cái tình hình sự nắng nóng nó rất là quan trọng. Nên là công ty đã thuê các tư vấn về đánh giá cái tình hình sử dụng tiết kiệm năng lượng. Thế thì từ đầu năm đến giờ mình thống kê lại thì hàng tháng thì công ty đã tiết kiệm được khoảng tầm 2-4% điện hàng tháng. Nó tương đương khoảng 110 triệu đến khoảng 210 triệu. Công ty chúng tôi cũng đã có những cái bộ phận chuyên môn thì cũng xây dựng những cái giải pháp tiết kiệm năng lượng và nó sẽ có một cái ngân hàng giải pháp sẽ áp dụng vào thực tế của cơ sở. Ví dụ như là lắp đặt các hệ thống biến tần để chủ động tiết giảm công suất cho thiết bị theo từng thời điểm.
Theo số liệu thống kê của EVN-MPC, trong 3 tháng đầu năm, phụ tải điện tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục tăng cao. Tổng công ty đã tích cực chủ động triển khai các kịch bản, giải pháp trong quản lý, vận hành, đầu tư xây dựng, phối hợp với chính quyền các địa phương, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo doanh nghiệp lớn có kế hoạch sản xuất phù hợp, vận động khách hàng ký thỏa thuận chương trình điều chỉnh phụ tải DA. Tất cả những giải pháp đồng bộ trên nhằm mục tiêu quan trọng là cung ứng điện ổn định cho nhân dân các tỉnh miền Bắc trong mùa hè năm 2024.